Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Cuộc sống vẫn tươi đẹp tuần này. Với bất kỳ ai, mất đi một phần cơ thể bởi bẩm sinh hay do tai nạn đều để lại mất mát cả thể xác và tinh thần. Cuộc sống của người khuyết tật sẽ chìm trong bóng tối nếu họ không tự vượt qua được nỗi đau mất mát đó. Không gục ngã, lạc quan, tự tin, đứng lên khẳng định chính mình và hòa nhập cộng đồng, bởi họ biết rằng sẽ chẳng có may mắn nào nếu người đó không có ước mơ và nghị lực, cũng sẽ chẳng có thành công nào khi mất đi niềm tin vào chính bản thân mình. Với chủ đề Quên mình là người khuyết tật, chương trình Cuộc sống vẫn tươi đẹp tuần này sẽ là những câu chuyện về nghị lực của ba nhân vật tại Quảng Bình và Quảng Trị. Họ đã sống như thế nào, đã quên đi khiếm khuyết của bản thân mình như thế nào để truyền cảm hứng sống, làm việc cho nhiều người đồng cảnh khác. Huy chương lao động hạng 3, huy chương lao động hạng 2, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Ủy ban Thể dục Thể thao, huy chương bạc giải bơi lội dành cho người khuyết tật khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Busan, Hàn Quốc. Và rất nhiều huy chương trong nước và quốc tế này là nỗ lực không biết mệt mỏi của người phụ nữ tài năng Hồ Thị Huế. Thể thao được coi là bước ngoặt trong cuộc đời của người phụ nữ này. Năm 1997 là có cái hội thi thể thao người khuyết tật lần đầu tiên mà được tổ chức tại Quảng Trị, tôi cũng rất mừng là cái đó là có cái hội thi để đưa những cái người khuyết tật đến với nhau, gọi như là một ngôi nhà tập trung từ Hà Nội cho đến Sài Gòn, tất cả các vận động viên, các đoàn đều về tập trung tại đây mà lần thứ nhất Quảng Trị vinh dự là được đăng cai. Thì lần đầu tiên tôi cũng nghe cái tin thể thao đến với người khuyết tật thì tôi cũng xin đạp xe đạp từ nhà đến cho sở thể dục thể thao và đăng ký là xin tham gia. Cuộc đời tôi cũng giống như một cái cuốn lịch sử rất dài. Nói chung khi nhỏ cho đến bây giờ, khi bị tai nạn cho đến bây giờ, cuộc đời rất thăng trầm. Có lúc thì rất khó, rồi đến bây giờ cũng là gặt hái được, nhưng cũng là nhờ thể thao. Thể thao đưa tôi đến và cuộc đời hôm nay tôi đổi thay cũng nhờ thể thao. Sau vụ tai nạn cách đây 30 năm, Hồ Thị Huế từng giam mình trong 4 bức tường. Hành trình dài nhất mà bà từng đi qua là từ góc cuối nhà lên đầu nhà. Vậy mà thể thao đã giúp thay đổi hành trình đó. Thể thao giúp bà tự tin trong cuộc sống, đủ bản lĩnh để làm chủ cuộc sống của mình. Vừa một mình chăm con trai lớn từng ngày, vừa suy tính phát triển công việc làm ăn khiến cho phụ nữ này càng thêm mạnh mẽ. Được chính quyền địa phương cấp cho mảnh đất, bà bắt đầu xây dựng xưởng gỗ của mình. Chọn một cái nghề mộc này thì không phải là đơn giản đâu. Vì trước đây thì nói thật là tôi cũng là quen biết với một cái anh bạn ở ngoài Đồng Kỵ Bắc Ninh á, mà anh bạn đó là có vợ là bị bệnh phong 20 năm rồi. Thì chỉ có là ngoài kia thì chị cũng tâm sự là chị cũng buồn, không có người để chia sẻ. Thì một lần mà tôi ra thì chị cũng mừng, mà chị cũng mời vào để mà chia sẻ thì hơn ai với người khuyết tật với nhau thì hiểu nhau hơn. Đấy, thì trong cuộc sống thì tôi cũng gần gũi với chị, tôi cũng bưng chị cơn được, tôi mời chị, rồi tôi cũng bắt tay bắt chín với chị. Thì từ những cái tình cảm của tôi như vậy mà gây cái ấn tượng cho trong gia đình, cũng có tôi giống như một người em, một người con trong gia đình. Và sau đó là em nó cũng có là kinh doanh nghề mộc. Em nói tôi thấy mẹ con cũng đang còn khó khăn thì không đáng là bao, thì để em hỗ trợ, rồi sau này mà cô mà muốn kinh doanh nghề mộc thì em sẽ là tạo điều kiện cho cô. Và em sẽ mua máy mua móc giúp đưa vào đây cho cô để cô kinh doanh nghề móc. Căn nhà lợp ngói rách ngày nào giờ đã trở thành xưởng gỗ khang trang. Trong cái nghề móc này thì tôi cũng lao đao lần đến với những cái năm đầu. Năm thứ nhất đến năm thứ hai là không có vốn. Mà lúc đầu làm thì họ chưa cho mình tiền bạc gì cả, nhưng mà mình vẫn quyết tâm. Mình phải bỏ tiền ra rồi mình phải thuê nhân công làm. Có những lúc là tôi cũng giơ hai tay đầu hàng. Nhiều đêm nằm tôi cũng trằn trọc lắm. Với một phụ nữ như thế này mà đưa hàng từ đấy mà ra thấu Đồng Kỵ Bắc Ninh là có những khi 3 giờ sáng vẫn đang còn ở giữa bến xe, chưa đưa hàng về cho chủ nhà được. Cực lắm. Làm ra sản phẩm rồi mà tiêu thụ sản phẩm cũng cực. Đầu ra cũng cực. Phải kiếm được cái đối tác. Rồi cái sản phẩm mình làm ra là chất lượng, thứ hai nữa là cái giá cả nó vừa cái túi tiền hợp lý đã. Thì khi đó mới họ chấp nhận được. Đó, từ những cái khó khăn này đến những cái khó khăn này, nhưng mà tôi cũng không đầu hàng số phận. Cái bí quyết đến ngày hôm nay là thứ nhất là tôi phải đặt ra cho mình được cái mục tiêu. Cho dù có khó khăn mấy đi nữa, phải được là đứng vững và duy trì từng bước một.
nhỏ thì mình chia ra. Ví dụ như bây giờ đồng tiền mình chưa đầy đủ thì mình làm với cái quy mô nhỏ gọn lại. Mà nếu như khi mà mình có điều kiện mà phát triển ra nữa thì bắt đầu là mình nhận thêm hàng. Nhận thêm hàng hóa ra thì sản phẩm mình làm giao được rồi thì tất nhiên là phải có cái đồng lại nó sinh nảy nở ra. Đó, cái gì cái. Nhưng mà thứ nhất là phải duy trì là phải có cái lòng tin. Thứ hai nữa là anh phải có cái sự đam mê. Cực, chấp nhận là cực. Không chỉ là nơi sản xuất kinh doanh của gia đình, đây còn là nơi đào tạo và dạy nghề cho nhiều người khuyết tật khác. Anh Nguyễn Đức Khải học nghề tại đây từ năm 2012. Một vợ một con đang sống trông mong vào những ngày công tại xưởng gỗ này. Bị liệt hai chân và nói khó nên kiếm việc với anh là điều không hề dễ. Sau thời gian cầm tay chỉ việc, giờ anh đã thành thạo với công việc này. Ngoài Khải, còn rất nhiều người khuyết tật nữa làm việc ở đây. Cô với cô gọi là đây chứ em chọn có việc thì cháu lên học việc nha cô. Thì cô tao tạo nghề về làm cho cô. Vào đây làm việc thì cũng có một phần giúp em có tiền tăng tài trong cuộc sống của em. Khuyết tật nhưng mà chị ở đây cũng từ vượt lên chính mình thì tạo công an việc làm cho một số anh chị em khuyết tật thì tôi thấy về lương tâm nghề nghiệp thì tôi cũng phải giúp chị ấy. Nói chung làm đây thì cũng nói làm vì chị ấy, thì đến ba con gái thì hơi vất vả là vì cái việc này việc khác nhưng mà cũng hoàn thành được nhiệm vụ chị giao. Cháu tới thì con rút ra nhưng mà rồi thì thời gian này làm việc quen biết tên miên tình tin chị về thì các cháu làm cũng ngon lên. Đấy thì người ta nghĩ là người khuyết tật thì chỉ có là quần quật rồi là kiếm ăn bằng những cái hình thức nhỏ lẻ thôi. Nhưng mà không nghĩ rằng là người khuyết tật cũng có những cái đầu óc sáng tạo, rồi có những cái suy nghĩ. Mà tôi, chính bản thân tôi là một phụ nữ nhưng mà tôi cũng đặt cho tôi một cái điểm đích để tôi đi đến là làm thế nào để tôi cải thiện được đời sống. Và khi cải thiện được đời sống rồi thì tôi làm thế nào để đằng sau tôi nhiều người khuyết tật đang còn khó khăn và chưa có nghề, chưa có việc làm. Thì sau khi tôi thành lập cái xưởng này, từ khi năm 2006 cho đến giờ là Sở Lao động Thương binh cấp phép dạy nghề cho người khuyết tật, năm nay là năm thứ ba. Đấy, ba năm vừa rồi thì tôi cũng đào tạo ba lớp, được 60 cháu. Đấy, thì có những cháu thì ở lại để làm việc, nhưng có những cháu thì cũng vào tại thành phố Hồ Chí Minh. Họ cũng làm trong kia cùng một tháng được 3-4 triệu thì họ điền với họ mừng. Mỗi người có một con đường để lựa chọn, để sải bước. Với chị Huế, giờ đây khi mà công việc kinh doanh đã ổn định, hạnh phúc với chị không chỉ là thể thao, là đứa cháu đáng yêu, mà là những người khuyết tật đang được chị hỗ trợ, dìu dắt. Họ bắt đầu có những công việc ổn định để chăm lo gia đình. Bãi gửi xe chợ Cộn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 18 triệu là số tiền dành để xây dựng bãi gửi xe này. Với nhiều người, số tiền đó có thể là không lớn và bãi gửi xe này cũng khá đơn giản. Nhưng với những hội viên câu lạc bộ người khuyết tật phường Bắc Nghĩa, bãi gửi xe này đem đến cho họ nguồn quỹ để duy trì hoạt động của hội, cũng như hỗ trợ những thành viên trong câu lạc bộ có chỗ làm việc. Đặc biệt, nó là tâm sức của chủ nhiệm câu lạc bộ khi không tiếc sức chạy vạy khắp nơi để mang số tiền đó về cho câu lạc bộ. Hồi nữa là người khuyết tật mà nói một tổ chức để mà có quỹ hoạt động rất khó khăn, nhất là người khuyết tật mà nói đóng góp để quỹ để có mà hoạt động rất khó. Tôi nảy ra ý tưởng để làm thế nào để có nguyên quỹ để duy trì hoạt động. Lúc đó tôi rất trăn trọc và nhiều đêm tôi không ngủ được. Để kia tôi nghĩ ra cái ý tưởng là làm cái nhà giữ xe đạp xe máy ở chợ, vừa tạo việc làm cho hội viên. Thứ hai nữa là có cái nguồn thu nhập để duy trì mọi hoạt động của câu lạc bộ. Thì tôi đi gặp chính quyền rất nhiều lần và người ta đã nhất trí cái quan điểm của tôi và đã giúp cho câu lạc bộ có một cái chỗ đất để làm nhà giữ xe. Trong lúc đó là hỗ trợ bên hỗ trợ đàn em bao nhiêu là họ
giúp cho câu lạc bộ được 10.020.000. Là lúc đó là tôi mua vật liệu và vận động cả cái cơ quan sự nghiệp họ ủng hộ thêm. Và trong lúc đó tôi là bỏ tiền nhà ra nữa, là làm được cái nhà dự xe là với trị giá 18 triệu đồng. Thì khi mà đã có cái nhà xe vào hoạt động thì sức mạnh của câu lạc bộ hẳn được đưa lên. Câu lạc bộ người khuyết tật phường Bắc Nghĩa hiện có hơn 50 thành viên. Ngoài hai thành viên mới kết nạp vẫn nằm trong hộ nghèo, thì những thành viên còn lại của câu lạc bộ đã thoát nghèo và là những điển hình kinh doanh tốt ở địa phương. Để phát triển tốt câu lạc bộ, chủ nhiệm cùng các cán bộ hội vẫn luôn duy trì những trao đổi để tìm ra cách giải quyết, hỗ trợ cho người khuyết tật. Người khuyết tật họ cần tư vấn. Bắt tay chỉ việc không phải là cái nhà nước mở ra các khóa là đào tạo cho họ mà được, rất khó, tại vì họ trình độ thấp, giảng lụy thiệt họ không hiểu, mà phải bắt tay chỉ việc. Thì trong ban chủ nhiệm của tôi là phân công cho mỗi anh mỗi mạng, tức là được cái IBD tập huấn cũng nhiều, như các lĩnh vực chia sẻ đồng gánh hộ này, rồi lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, chăn nuôi thú y, kỹ thuật chăn nuôi thú y. Rồi bên tôi là cũng là tiếp cận về khuyến nông của tỉnh, tức là họ cũng giảng dạy cho mình cái cách là canh tác về nông nghiệp, về truyền đạt cho anh em. Rồi chúng tôi được đi tập huấn về cái là bắt đầu mở lớp lại dạy cho hội viên mình. Tức là khi trước là người khuyết tật của tôi là họ không biết tính toán gì cả, thấy người ta làm mình làm, nhưng mà dư họ đã biết ngồi cầm bút tính đâu vào đâu ra để như thế nào gọi là lợi nhuận. Hiện tại tỉnh Quảng Bình chưa thành lập hội người khuyết tật. Chính vì vậy, sự phát triển của những câu lạc bộ người khuyết tật huyện, xã đã trực tiếp giúp thay đổi cuộc sống của những người khuyết tật nơi đây. Thêm vào đó là cầu nối giữa người khuyết tật địa phương với chính quyền các cấp và các tổ chức hành động vì sự phát triển của người khuyết tật. Không phải là đơn giản mà xây dựng cái câu lạc bộ. Đầu tiên là người khuyết tật họ không hiểu, mà họ rất tự ti mà cảm. Nói thiệt với chị là hình như giống như những người như chị mà đẹp trị cần với họ rất khó. Thì may mắn là vừa rồi đó vừa may mắn là tôi cùng người đồng cảnh ngộ cũng là quay quạt đến tâm sự với họ. Nói tôi ngày xưa cũng khó khăn như cả anh cả chị, nhưng mà với nỗ lực của bản thân thì tôi đã vượt qua được. Nhưng mà cái quan trọng nhất của con người là phải tự tin với bản thân mình. Từ đó là tạo cái niềm tin cho họ. Người là rất tâm huyết, rất với người khuyết tật ở cộng đồng. Vì anh là trong gia đình anh là bị thương binh cụt chân, và chị là vợ của anh là bị khuyết tật 1/2 người. Thành là anh rất tâm đắc với người khuyết tật. Anh đi tư vấn hỗ trợ đồng cảnh ngộ cho các đối tượng và các mô hình làm ăn để phát triển kinh tế. Và tôi là đồng hành cùng anh Hoa là những cái người khuyết tật mà khó khăn thì anh trao đổi trực tiếp và hai anh em cùng nhau đến để hỗ trợ tư vấn cho họ về ba mảng, về sức khỏe, y tế, hòa nhập xã hội và phát triển kinh tế. Ông Trần Ngọc Hòa, chủ nhiệm câu lạc bộ đã dành nhiều tâm sức cho những người khuyết tật xung quanh mình. Hơn ai hết, ông là người hiểu rõ những gì mà người khuyết tật đang phải trải qua. Hơn 35 năm trước, người lính trẻ này đã phải bỏ lại một nửa phần chân trái ở chiến trường Thừa Thiên Huế. Sau 2 năm điều trị ở trại an dưỡng tại Nghệ An, ông trở về quê với một bên chân giả cùng với người vợ xứ Nghệ. Dù nhiều ngày trằn trọc, suy tư, nghĩ về cuộc sống đầy khó khăn của gia đình, nhưng ông vẫn quyết trụ vững vì vợ và 4 đứa con. Người lính cứu hộ cho nên tôi không chịu gục ngã khi khó khăn. Giai đoạn đó là tôi nghe một cái thông tin trên đài truyền hình, tức là người nông dân mà không bám được thì khó thoát nghèo. Từ cái thông tin đó tôi nảy ra một cái ý tưởng là mình làm ra thế nào đó để thoát nghèo, để nuôi con ăn học. Thì lúc đó là tôi nhờ làm đơn nhận trồng rừng. Khó khăn nhất của giai đoạn từ năm 79 tới 10 là không vay được vốn. Hồi nào vốn mà để mà cho người lao động vay là hình như chưa có, mà rất khó vay. Nghĩa là dùng sức lao động của mình là chính để mà cải tạo đất để mà trồng rừng.
tất cả mọi người ai nữa, người chủ gia đình thì mình phải lo lắng, phải chạy vay mọi nơi mình đang để giải quyết được mọi cái hậu quả mà hành đến với gia đình mình. Thì nói thật với chị, lúc nữa nhiều lúc tôi rất buồn cũng chán, nhưng mà cái kia may mắn là tôi nói thật với chị là tôi không biết điều cho có nhiều người có thể là họ cũng cả, nhưng mà được cái nữa cho nên tôi phải nằm nghỉ làm thế nào để mà tìm cách để mà gượng lại cuộc sống gia đình. 10 hecta rừng với sự đồng cam cộng khổ của hai vợ chồng đã nuôi lớn 4 người con được ăn học không thua kém gì bạn bè. Cuộc sống dần đi vào ổn định thì tai nạn ập đến. Vợ ông bị tai nạn giao thông, vừa làm lụng vất vả, vừa chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chữa bệnh cho vợ. Hai vợ chồng cùng vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Tôi sống với chồng 38 năm thì giúp đỡ anh khi khó khăn thì vợ chồng khó khăn thì vợ cũng đồng viên chắc để vượt qua mọi khó khăn. Nỗ lực vượt qua khó khăn, khẳng định chính mình sẽ là động lực minh chứng cho những người đồng cảnh. Đó là mục đích sống và hành động của ông Trần Ngọc Hòa, không chỉ cho mình mà cho cả cộng đồng. Mỗi người sinh ra đã được định đoạt một số phận. Nhiều người khuyết tật tìm được sức mạnh tinh thần, tự tin trong cuộc sống để quên đi mình là người khuyết tật, như chị Hồ Thị Huế hay anh Trần Ngọc Hòa. Thế nhưng nhiều người trong số họ lại không có may mắn đó khi gặp phải căn bệnh lạ có tên ma chi hay còn gọi là cơn đau chi giả. Họ không thể quên đi được khuyết tật của mình khi bị ám ảnh bởi sự mất mát và đau ở chính phần cơ thể bị mất. Theo các nhà nghiên cứu, chứng bệnh này thường gặp ở những người khuyết tật sau khi bị tai nạn và mất đi một phần cơ thể. 80% người trong số họ cảm giác bị đau nhất định ở phần bị mất. Hiểu được những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà người khuyết tật phải gánh chịu, một người nông dân có tên Phạm Quý Thí ở tỉnh Quảng Trị đã phát minh ra công cụ đánh lừa cảm giác, hỗ trợ việc điều trị chứng đau ảo giác cho người khuyết tật cụt chi có tên hộp kính gương soi. Đây cũng là một sự chia sẻ của ông Thí với những người khuyết tật giúp họ quên đi nỗi đau của riêng mình. Cơn đau chi giả, hiện tượng này thường xảy ra ở những người mất đi các chi do tai nạn hay các bệnh nhân tổn thương tủy sống. Đó còn được gọi là cơn đau ma. Khi mất đi một phần cơ thể, tay hoặc chân sau một tai nạn, người đó vẫn luôn có cảm giác đau nhức và tê buốt. Đây là một loại cảm giác bình thường của cơ thể như đau nhói, buốt, tê cứng, song lại diễn ra trên bộ phận có cái tên cánh tay ma. Ông Phạm Quý Thí, một nạn nhân bom mìn, ông mất đi một cánh tay khi quốc phải một quả mìn trên chính mảnh ruộng của mình. Từng thất vọng, chán nản và không tin rằng mình bị mất đi một cánh tay. Hàng ngày, mỗi khi đêm đến, cơn đau chi giả lại hành hạ ông. May mắn đến với ông khi ông có cơ hội gặp một chuyên gia y tế của Mỹ và hướng dẫn cho ông cách làm giảm bớt những cơn đau này. Là một người trong cuộc thì tôi biết cái thấu hiểu người của trong cuộc đau như thế nào và cái đau nặng mà khơi mất tay mất chân như thế nào. Thì năm 2010 thì tôi đã là tìm tòi và học hỏi chuyên gia của người Mỹ. Thì ông này là ông là cũng làm nhân đạo thì tôi là cũng làm nhân đạo. Thì tôi xin ông mài vài tiết mục, trong đó có tiết mục là hộp kính gương soi là hiệu quả nhất. Trong vòng một tháng thì tôi thấy tôi là người hiệu quả và hết đau. Thì từ chỗ đó là rất hiệu quả thì tôi thể nhân rộng ra, tôi xin dự án Renew là cho tôi lập một cái nhóm 5 người để tôi truyền tải cả câu lạc bộ người khuyết tật. Theo nghiên cứu khoa học, loại bệnh này xuất hiện từ khoảng những năm 1550 khi bác sĩ phẫu thuật người Pháp Ambroise Paré nhận thấy một điều kỳ lạ. Đó là tất cả các binh lính phải tiến hành cưa đứt một bộ phận của cơ thể của mình đều thường xuyên kêu la, đau đớn tại vị trí những chi mà họ đã mất. Những người bị bệnh này, họ luôn có cảm giác mình vẫn còn nguyên vẹn tay chân. Chỉ có điều chỗ tay và chân bị cưa đã trở nên ngắn hơn và không còn dài như trước nữa. Những người có cánh tay ma ảo này thường xuyên bị đau nhức, ê buốt, đôi khi có cảm giác hết sức bình thường tại những bộ phận đã mất, mặc dù thực sự nó không còn tồn tại. Cái hộp kính này thì là đặc biệt của nó là không phải là thuốc uống mà để đánh lừa bộ não và con người của mình. Giống như một người mà bị mất đi thì họ cần cái tâm lý cho, nhưng mà ở đây thì tâm lý thì rất khó khăn. Cơn bình này không phải cơn bình là cơn bình đau ung thư, mà cơn bình này là cơn bình đau ảo tưởng, tức là mất tay rồi là hẳn cứ nặng nề, cái tay cũng có, cái đầu óc là cứ nghĩ tôi rất đau khổ, hò hai tay tôi một tay. Nhưng mà cái hộp kính này là để đánh lừa cái bộ não, mình cũng phải nghĩ như vậy nữa.
mà tôi vẫn còn hai tay và hai chân, và từ chỗ đó đầu óc của tôi thành thơ. Do đó tôi thích cái hộp kính gương soi này để truyền tải cho mọi người đúng cảnh ngộ như tôi. Sau khi nghiên cứu và hướng dẫn cho rất nhiều người khuyết tật và đạt được hiệu quả, ông Thí rất mong muốn được chia sẻ và hướng dẫn cách làm hộp kính gương soi đến tất cả những người khuyết tật mắc căn bệnh cơn đau chi giả. Đây là cái hộp kính gương soi. Hộp kính gương soi này là dùng cho là những người nạn nhân mất tay mất chân để đánh lừa bộ não. Đơn giản, cái hộp bằng giấy gồm có bốn mượn và mặt trước thì dán một cái bức kính. Đây là một cái bộ phận mà để đánh lừa bộ não, đơn giản rẻ tiền nhưng mà rất hiệu quả cho người khuyết tật, đặc biệt là những người mất tay mất chân. Bây giờ tôi xin là thực hành cho các bạn biết. Trước hết các bạn ngồi xuống và bỏ cái hộp kính gương soi này tư thế như thế này, và có điều một, có những gì trong tay như là nhẫn cưới hoặc là đồng hồ trang sức, những cái gì phải cởi ra. Và cởi ra xong rồi thì cái tay mất chi này phải thu vào trong hộp này. Thu vào trong hộp này thì tay còn lại thì bỏ trước kính. Trước kính. Và bỏ trước kính thì mắt nhìn vào kính. Và tay cứ đứng. Tay cứ đứng như thế này. Và im lặng. Trong vòng 5 phút thì lấy trái bánh. Trái bánh tinix này có cái đàn hồi. Tức là bóp vào nhả ra, tức là bóp vào thì cái hẳn mềm như thế này thì cái trái bánh này nó đàn hồi mấy ngón tay của mình, nhả ra nhả vô, mắt cứ nhìn thẳng vào kính và tập nơi là không có người, ổn định không có người, yên tĩnh. Con người thả lỏng ra giống như ngồi thiền, không có suy nghĩ gì nặng nề, đặc biệt là cái tay bị mất, thả lỏng ra, không có suy nghĩ nặng nề gì hết. Ý nghĩa thả lỏng con người và cái tay mất chi là để là đánh lừa bộ não, tức là cái bộ não của mình cứ nghĩ rằng tay đang còn và cái bộ não không có nghĩ nặng nề chi là về tay chân mất cả. Và tập một giờ nhất định. Bây giờ một ngày anh ứng tập giờ nào đó thì giờ đó là cứ tập cái giờ đó. Tập cái giờ đó. Anh cứ tập cho tôi 4 đến 5 tuần. Một ngày như vậy một lần như vậy 15 phút. Chắc chắn cơn đau của bạn và đầu óc nặng nề của bạn sẽ loại trừ ngay nếu các bạn nghe theo lời hướng dẫn của tôi. Để giúp các bạn thành thơi đầu óc và chân tay, cứ nghĩ rằng không phải là mất tay mất chân, thì các bạn nên là sử dụng hộp kính gương soi này. Hộp kính gương soi này không phải đắt tiền, chỉ trong 100.000 đồng thôi, và dễ làm và dễ thực hiện. Và tôi đã thực hành trong nhiều lần và nhiều năm, thì tôi đã người là thấy hữu nghiệm nhất và hiệu quả nhất. Tôi mong cái hộp kính gương soi này truyền tải đến quý vị và các bạn đang còn mất tay mất chân, để quý vị các bạn là làm để giảm nhẹ cái đau đớn cho các bạn. Câu chuyện và cách làm một chiếc hộp kính gương soi dành cho người khuyết tật đã khép lại chương trình Cuộc sống vẫn tươi đẹp tuần này. Hy vọng phương pháp này sẽ là công cụ hữu ích dành cho những người khuyết tật mắc phải căn bệnh ma chi. Hãy quên đi khiếm khuyết của bản thân mình để đứng dậy tìm kiếm cuộc sống rộng mở phía trước, thay vì ra mình trong sự tự tin ủ rũ. Đó cũng chính là thông điệp của chúng tôi muốn gửi tới các bạn trong chương trình tuần này. Chương trình Cuộc sống vẫn tươi đẹp xin được khép lại tại đây. Mọi ý kiến của quý vị xin liên hệ theo địa chỉ chương trình Cuộc sống vẫn tươi đẹp, phòng chuyên mục tiếng Việt, ban truyền hình đối ngoại, Đài truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Hoặc gửi tới hòm thư điện tử vtv4a@vtv.vn. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang của VTV4 theo địa chỉ website www.vtv4.vn hoặc truy cập vào trang YouTube và gõ từ khóa VTV4 Go. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.